Hello, chào mừng tất cả các bạn đã đến kênh Quốc Thành Nam cha. Và vị tướng mới của chúng ta, Scarlet, mình đã mượn thử 3 ngày các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ thử cho cô này vào team leo map trên lực chiến nha. Để xem khi mà leo map trên lực chiến nhiều thì vai trò của Không Scarlet có. sẽ là như thế nào nha các bạn. Mình sẽ cho đi chung với team không gian, tuy nhiên mình sẽ không có để Scarlet với vai trò, không để con Ensama vào các bạn. Mà mình sẽ để con Scarlet vào vào ha. Rồi, Scarlet của chúng ta. Các bạn đấy nè, đầu trận vào nó sẽ lập tức hút máu của các cái địch xung quanh. Đó, các bạn thấy đó, đầu trận hút máu và các bạn thấy cái khả năng hồi mana của vị tướng này rất đáng nể các bạn. Rất nhanh, nó chỉ hồi năng lượng và nổ sau con Meilin thôi. Rồi, kỹ năng nổ của nó kìa. Rất to nha các bạn. Ở đây các bạn thấy là con Nara bị ăn đam tới một nửa máu. Rồi, giật cái chiêu 920% sát thương. Tuy nhiên cái chiêu đó thì đam không tới. Lại nổ nha các bạn. Rồi sau khi nổ xong thì các bạn có thể thấy á, những có một số vị tướng của chúng ta nó rơi vào trạng thái bị choáng. Trạng thái bị choáng như con Song Sinh nó bị tím hết cả người các bạn thấy nha. Hay gọi một cách khác theo chúng ta thường hay gọi là giận tím người, nếu mà nói vui các bạn, nó bị giận tím người và nó đứng im nên nó không thể làm gì được các bạn. Đó là trạng thái rơi vào, có thể gọi là rơi vào lĩnh vực của con này đi, nó vậy cho dễ hiểu ha. Thật sự thì nổ hai lần gây đam khá là nhiều các bạn chứ không ít nha. Các bạn coi nổ nè, rồi mưa đam rơi xuống. Các bạn thấy Song Sinh bị ăn đam rất là nhiều. Và sau khi bị ăn đam xong thì nó bị tím người và nó có cái cục cục bơm. Cái cục bơm bạn đó rồi, chiêu 920% sát thương nổ. Tuy nhiên con này mình thấy một điểm yếu chí mạng của nó là nó cần được bảo kê để sống và thoải mái ra skill các bạn. Nó mà thoải mái tung skill liên tục thì mình nghĩ là sẽ rất là khó chịu ha. Tại vì cái chiêu nổ nó không chỉ là mang lại sát thương mà nó còn có một trạng thái đó các bạn, Song Sinh đang bị choáng kìa, rơi vào trạng thái gọi là có thể nói là bị trầm mặc đó các bạn, nó bị mất năng lượng nữa. Nó Song Sinh đang đứng im kìa, không làm gì hết và cái cục nội tại của con Scarlet nó bị ám vào con Song Sinh, nó có thể gây nổ gây thêm một lần sát thương nữa các bạn và tiếp tục nè. Rồi, mưa bom bão đạn dâng xuống và trong khi nó dâng cái như này thì chắc chắn là kẻ địch sẽ phải chịu thêm một skill của nó nữa các bạn thấy ha. Cái vòng tròn đang được kích hoạt, chuẩn bị nổ nha. À, sorry các bạn, đây là vòng tròn của con wow. Thật sự là vượt qua map luôn nè các bạn. Đó, mình đã thử đi vài lần và thật sự là vượt qua map được luôn. Rồi chúng ta cùng xem lại với tốc độ nhanh. Đầu tròn thì sẽ hút máu cái địch nè. Hồi năng lượng rất là nhanh, các bạn thấy cộng mana rất là nhanh. Lập tức nổ nè các bạn, trưởng. Và các bạn lưu ý ha, tướng này là chúng ta chưa có cổ vật đó. Cái con chuột bị dính kìa các bạn, ăn rất là nhiều đam. Rồi, tiếp tục. Lại trưởng các bạn. Các bạn biết tại sao con này đam to không? Nó có một cái kỹ năng của nó khi thi triển lần thứ hai, nó sẽ nhận thêm được boost dựa vào nội thất độc quyền nha. Nếu bạn nào không biết thì có thể xem cái nội thất độc quyền của Scarlet, nó boost thêm cái đam các bạn. Ở lần thi triển kỹ năng thứ hai đây, mỗi khi Scarlet sử dụng kỹ năng tối thượng sẽ vĩnh viễn tăng sát thương của nó tương đương 50% hiệu quả tấn công của Scarlet và lần sử dụng tiếp theo đến khi đạt được ngưỡng là 250% các bạn. Và với 94 nội thất thì kỹ năng tối thượng sẽ gây thêm 8 đòn tấn công, tức là các bạn nhân lên ha, cùng với kỹ năng của cơ bản của con này đó là 230 trên mỗi đòn nha. Các bạn nhân cho 20, các bạn nhân lên thì tưởng tượng thử bao nhiêu đam các bạn. 230 mà các bạn nhân lên cho 20 viên. Nếu mà nó rơi xuống cùng một địa điểm thì chắc cây con nờ bơ sơ là chắc bắt màu luôn các bạn. Các bạn thấy chuột khi bị ăn đam thì gần như là gần bắt màu. Rồi cộng với cái đam đến từ cái nội thất độc quyền. Lên nữa thì cái đam lần 2 của nó rất là to. Các bạn thử lại các bạn xem ha. Đam lần 1 thì có thể nó hơi bé nhưng đam lần 2 nó rơi xuống to hơn nhiều các bạn. Rồi và con này các bạn muốn chơi được chắc chắn các bạn cần đứng chung một team bảo kê tốt rồi. Cần có bảo kê, cần có support thì mới thoải mái xả skill được.
À, như ở đây thì em ấy đã bị chuột sóc đâm chết và ngã ngựa các bạn, coi như trận đấu của mình thất bại và phải bắt đầu lại rồi. Đây, hút mana. Maylin đang bảo kê cả team. Rồi, nổ các bạn. Cái điểm mạnh của con này là cái chiêu nổ nó ngồi việc gây sát thương, nó còn hút mana, giảm khả năng hồi máu và ngồi ra thì nó còn làm cho kẻ địch bị đứng im các bạn. Nó mạnh ở cái đó nữa. Đó, bạn thấy song sinh đang bị choáng đứng luôn kìa. Rồi cái vòng của chiêu 920% sát thương đã nổ. Tuy nhiên cái kỹ năng này thì mà thấy nổ gây đam không bằng kỹ năng nổ của cô ta. Kỹ năng nổ gây đam to hơn các bạn. Thật là bất ngờ, mình cứ nghĩ là nổ nhiều lần. Tuy nhiên cái sát thương thấp thì nó sẽ không gây đam. Tuy nhiên với cái nội thất độc quyền nó kéo, cộng với số lượng quả cầu lên tới 20 quả các bạn, nên khá là ngon. Rồi một team các bạn có thể ghép đi cùng là các bạn đi chung với bộ này ha. Rồi để mình xem mình có thể cho xem tháp hệ lần này chúng ta là hệ gì nha. Ok, hệ ánh sáng các bạn, mình sẽ thử cho Scarlet vào hệ ánh sáng, bỏ xong bỏ con này ra và cho hầu theo Scarlet luôn. Rồi thử nghiệm các bạn, hầu theo bút đi tháp hệ. Đã kích cái chiêu 920% sát thương, nổ cái bùm. Wow. Rồi. Còn chần chờ gì nữa mà các bạn không tranh thủ. Không tranh thủ mượn con này để chúng ta bắt đầu leo tháp ánh sáng thôi các bạn. Quá tuyệt vời. Rồi. Không còn gì nữa, đây là một cây đi thực thụ của hệ mang ánh sáng các bạn. Belinda hay là ma nữ chắc chắn sẽ không bằng con này, thề với các bạn luôn. Morrow cũng vậy các bạn. Những con trước của hệ ánh sáng thì không có cửa với con này rồi, đam nó quá to. Những ngọn lửa đến từ thiên đường, đường lửa địa ngục nhưng mà lại đến từ thiên đường các bạn, rất là to. Rồi trận này gặp phu cơ, nó nhốt cá là coi như đứng hình. Rồi nó xem có lật ngược tình thế không nha. Gây rất là nhiều đam, tuy nhiên không ổn rồi. Tại vì ở đây thì chúng ta đang đang chơi chế độ thử nghiệm. Các bạn biết chế độ thử nghiệm thì nó sẽ có một cái thiệt thòi. Đó là con tướng của chúng ta nó sẽ không có cổ vật. Thôi bị ẻm nhốt rồi các bạn. Canh nhốt ngay từ đầu trận thì thôi. Để mình xem mình có tăng cơ trụ được không. Rồi đang trụ được, đang trụ được. Đã rụng rồi. Cơ bản thì cần những con tướng trong team cần phải trụ được cho tới khi con này hết bị nhốt. Hầu bút mana xả đam may ra cùng win các bạn nha. Rồi nổ bạn. Rồi bị chón các bạn. Mới ra bị con ai dốc nó chọt một phát lên trời. Bị chọt một phát lên trời thì coi coi như xong. Để mình thử cái kiểu này, mình sẽ cho ma nữ đứng bắn phâu cơ cho nó khỏi nhốt nha các bạn. Hy vọng nó sẽ nhốt sâu. Rồi ok, ma nữ đã làm thay thế cái vị trí bị nhốt rồi. Wow. Còn gì nữa mà không chịu chết đi. Wow. Thật sự đã các bạn, thật sự nhìn rất là đã mắt ha. Còn cái kiểu dạo này tướng ánh sáng nó toàn ra cái kiểu những con tướng bị hack hó ha. Lúc trước có một số người kêu hồi ánh sáng muốn khỏi phế thì kiểu như sơn súng các bạn biết nè, biết cái chế độ sơn súng không? Hầu bị hầu đập chết kìa. Sơn súng trong một số tựa game khác tức là các bạn sơn súng rồi nó sẽ mạnh hơn. Còn này thì không cần phải sơn súng đâu các bạn. Này thì các bạn chỉ cần hack hó nó lên từ ánh sáng thành hệ địa ngục là sim auto mạnh ha. Rồi con này nó bị con đi thấp này gặp con phô cơ nó cắt quá các bạn, nó nhốt lòng luôn là xong. Rồi nhốt mình đi, thả Scarlet xả đam nha. Rồi nổ bạn, đó chiêu kia nổ kìa các bạn. Wow, nhìn đã thật sự luôn các bạn. Wow. Đam kìa. Rồi bạn có bạn nào trong đây từng chơi phong thần không? Cái con đạo sĩ nó có cái chiêu như là chiêu hồi lâu quá mình nhớ quên rồi, cái chiêu 6x của đường hà hỏa các bạn, nó thả thiên thạch từ trời rớt xuống đó. Rất là đã. Ồ các bạn chú ý nè, khi mà kẻ địch trên chiến trường nó bị giảm bớt, mình để ý thấy một điều khi mà kẻ địch trên chiến trường nó giảm bớt thì như cái chiêu nổ của con này nó dồn vô một người các bạn. Điều này có ý nghĩa là gì? Đố đố mình đố các bạn biết á. Các bạn coi con hầu nè, các bạn thấy gì chưa? Rồi đố các bạn biết điều này có ý nghĩa gì, nhưng mà mình thấy con này có một cái khả năng sau này sẽ vào vào list đánh boss rồi đó các bạn. Đối với một mục tiêu nó sẽ xả đam trực tiếp đến đầu mục tiêu luôn các bạn ơi, các bạn thấy chưa? Nếu mà mục tiêu thì mục tiêu thì ăn
trọn bộ cái combo nổ của con này 20 viên từ trời giáng xuống. Má ơi, cái đam này phải là gọi là không phải là khủng khiếp nữa, quá khủng khiếp các bạn. 20 viên. Rồi kể cả thô ra đi nữa, hồi sinh dậy cũng chưa kịp vận công đã ngẫm rồi. Tháp ánh sáng là một trong những tháp phế nhất các bạn, và có mặt em này là được rồi đó, chúng ta đã có cơ hội rồi. Rồi thì bây giờ mình thấy cái chiêu kích nổ một 920% sát thương nó còn không bằng nguồn gốc cái chiêu nổ luôn các bạn ơi. Nhìn cái chiêu nổ nó thả đá lên đầu sướng quá. Rồi như vậy là những người mà người mới mới chơi hoàn toàn có thể xây team theo dựa theo con này rồi. Bên cạnh đây mình thì các bạn có thể xây theo con này, các bạn hoàn toàn có thể xây được cặp theo con hầu với lại tăng cơ nữa là các bạn leo map đầu game khỏe luôn á. Rồi trận này thì mình sẽ cho thêm support vào. Ở đây thì mình không có con tăng, có con Henrik thì ngon các bạn, tại vì cái con Henrik thì nó sẽ có một cái tác dụng, đó là nó bảo kê cho cái chủ lực nó nhảy vào thì sống được một tí. Rồi nổ đi, rớt xuống. Các bạn biết đam của con này chiêu nổ nó ngồi cái đam đó nó còn đam gì không? Nó còn cái đam chỗ đây nè, thì mình chỉ các bạn xem, nó còn cái đam dựa trên cái xích nữa nha các bạn. Trang bị độc quyền đây, xích của nó là khi bị dính vô nó sẽ nổ tung nữa nè, nổ lên các bạn, sát thương theo phần trăm máu luôn các bạn, sát thương theo phần trăm máu luôn nha, không thể vượt quá 280% hiệu quả của Scarlet, 4% máu. Và con này mình thề với các bạn không vào bot nước, không vào top bot nước hoặc là top bot mực thì cũng hơi khó các bạn ơi. Có khả năng rất cao con này sẽ vào top bot nước nha. 20 quả cầu rơi cùng một lúc, cộng với lượng đam khi nội thất độc quyền nó kích lên, và cộng với việc kích nổ cái năng lượng bóng tối bao quanh của cái địch nữa, thì đam của con này nó mới lên một mức rất là kinh khủng các bạn. Hai trăm năm mươi, cái kia cộng 230 là tới 500 mấy, cộng với kích nổ 180 nữa các bạn, tăng mát là 200. Coi mình để mình xem. Tăng mát là 280. Một quả cầu nó lên tới 200. Một quả cầu nếu mà đều quả nào tỷ lệ chắc một quả đều kích nổ chắc hơi khó. Thì mình tính trung bình, nếu mà một quả mà cứ cho 2 lần kích nổ được một lần đi các bạn, thì đam của con này một quả cầu là chắc nó đâu đó là trên trên 600% đam các bạn. Nên các bạn full cộng với các bạn tích đủ cái thời gian để cho nội thất độc quyền nó kích hoạt cái này lên, thì đâu đâu đó thì đam mỗi quả cầu con này nó trên 600 mà nó tới tới 20 quả nha các bạn. Bạn lưu ý nha, 20 quả, 2 quả đó là 1.200, 20 quả đó là các bạn nhân thêm 10 lên nha, quá là kinh khủng của bạn ha. Rồi mình dám khẳng định với các bạn luôn, con này sẽ là hot trong bot nước. Mà ngoài ra thì các bạn hoàn toàn có thể xây đội hình đầu game xây quanh con này. À, đội hình đầu game xây quanh con này thì rất dễ thôi, các bạn kiếm con hầu Rowan cũng được, không thì bạn cho nó con hầu cho nó theo là được rồi các bạn. Team này thì bị CC rồi, toàn những con hệ rừng khá là khó chịu. Tại vì con đây là pháp sư mạnh nên nó bị con Tarsi ưu tiên hố xanh, và đã bị hố xanh thì nó sẽ không có khả năng đứng đó mà gây đam được. Nổ khi mà Tarsi chưa kịp hố xanh các bạn, tuy nhiên mới nổ được một lần đã bị hố xanh rồi. Rất là tiếc, nếu mà nổ được 2 lần thì có khả năng win. Nhưng con này nó được một cái nữa là nó có khả năng tồn tại lâu dựa vào cái khả năng hút máu của nó nữa các bạn. Cơ bản là ngon, đam rất to các bạn, và có cái khả năng rất cao là lọt vào top bóp nước, tại vì đam từng viên khi mà tăng mát lên nó to kinh khủng luôn. Không phải là to mà to kinh khủng luôn, chính xác là như vậy luôn các bạn. Rồi ok. Và video thử nghiệm cái khả năng vượt map trên lực chiến nhiều của con tướng mới Scarlet của mình đến đây kết thúc nha. Và mình khẳng định là nó có khả năng vượt map trên lực chiến, có khả năng sẽ lọt trong top đam bot nước cũng là như là bot bot mực các bạn, chắc chắn luôn.
quả năng con này lột tóp đâm bốt mực với lại bốt nước thì rất là cao. Ngoài ra thì nó có thể mở đầu một meta mới, đó là meta đầu tư Scarlet hệ ánh sáng để leo map đầu game giống như hồi xưa luôn các bạn. Hồi xưa chúng ta đầu tư cho Belinda để lên map đầu game thì bây giờ các bạn hoàn toàn có thể đầu tư cho con này. Ok, với cái combo đơn giản thôi. Scarlet cộng support nên là hầu với lại tăng cơ, những con tăng cơ cứng có khả năng đứng và bảo kê cho con này để cho nó nổ được khoảng 2-3 lần là clear team địch nha. Rồi và video của mình đây kết thúc rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. À và cái ở video sau chắc là mình sẽ thử đi full cái sự kiện ngọn lửa tái sinh nha các bạn. Ở đây thì server test đang còn 2 ngày mấy, xem server chính thì đang còn vài ngày hơn, để mình thử đi full xem sao. Rồi xin chào tạm biệt tất cả các bạn.